Chào anh em nhá. Hôm nay mình review ốc quá nhiều rồi. Hôm nay mình review một con vật nuôi cũng mang lại kinh tế rất là nhiều người đang hướng tới. Đó chính là con ếch. Đây. Này anh em xem nhá. Mình cầm điện thoại nó hơi rung. Đấy. Anh em xem này. Nuôi ếch rất là đơn giản thôi, chỉ việc cần những cái tráng như thế này, may các cái tai này, giống như kiểu nuôi ốc vậy. Chống ốc bò thì chống ếch nó nhảy ra này. Và mình ếch này chủ yếu là ăn cám công nghiệp nha anh em nhá. Đây, anh em tham khảo. Ếch này thì nuôi tầm 3 đến 4 tháng là có thể xuất thương phẩm được rồi. Đây, đây là một cái trại nuôi ếch khá là lớn ở Yên Khánh. Mình đang review cho anh em xem. Địa chỉ là ở Yên Khánh, Ninh Bình nhá. Anh em nào muốn đến tham quan hay là học hỏi hay là cần con giống thì cứ alo trực tiếp cho em. Để em dẫn đến tham quan. Đấy. Ở đằng kia chị chủ chạy ếch đang là vớt ếch. Đấy. Ếch khá là rộng. Rơi cả mẫu cả vài mẫu. Đây. Nuôi ếch này thì cũng có thể đơn giản hơn nuôi ốc, nhưng mà mỗi tội là anh em cần phải chuẩn bị cái nguồn thức ăn. Về kinh phí cũng khá là cao. Như là cám này. Đấy. Rồi là cũng cần về các men tiêu hóa hay thuốc phòng về đường ruột. Còn ếch thì chủ yếu về thuốc về đường ruột là chính thôi anh em ạ. Và mình có thể xử lý cái nguồn nước khi mà phân ốc nó thải ra. Cũng khá là mạnh đấy. Đấy. Cho anh em xem. Ếch này mới nuôi được 3 tháng anh em nhá. Có thể bắt tỉa những con to, có thể là tỉa dần được rồi. Đặt size 3 con. Một cân đến 1 cân 2. Đấy, cái tráng mình nuôi ếch thì không còn cầu kỳ lắm, chỉ cần mình may cái tai như này, không cần phải may kín toàn bộ nhá. Anh em không cần phải may kín toàn bộ đâu. Lúc thực hiện cho ăn hay là bắt ếch rất là khó. Đấy, mình chỉ làm các cái tai mép như này thôi. Và hệ thống cầu đi và làm hai bên. Đấy, mình có thể áp dụng nuôi ốc, nuôi ếch như thế này luôn. Làm cầu và tráng mắc hai bên. Đấy, anh em có thể tham khảo cái mô hình mang lại kinh tế khá là cao này. Ngoài cho nuôi ốc nhồi ra. Đấy, nguồn nước thì mình xử lý thường xuyên định kỳ nên nó không gây mùi hôi, mùi thối hay là mùi màu nước đen gì cả. Đấy, xử lý men các thứ rất hiệu quả. Đấy, đi một lượt cho anh em xem. Chỉ cần mật độ mình nuôi từ 120 đến 150 con trong mét vuông là hiệu quả rồi. Anh em không cần phải nuôi dày đâu. Anh em có thể nót các cái tấm xốp dưới đáy tráng như này để nâng lên, để làm cho ếch nó có cái phao nó trú, nó ngủ. Đấy, anh em nhìn xa xa chưa, diện tích ao rất là rộng, thì mình chỉ cần nuôi một góc thôi thì nguồn nước rất là đảm bảo, không gây ô nhiễm toàn bộ. Đấy, anh em nuôi ốc nhồi có thể nghiên cứu thêm cái món này nhá. Thì sắp tới trại ốc nhồi Trần Công cũng tiến hành kiêm thêm cái món nuôi ếch này, để thứ nhất là nghiên cứu kỹ thuật về thuốc, rồi là cách phòng bệnh hay trị bệnh, tạo ra con giống để cung cấp tới anh em. Rồi, xin kết thúc clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.